Đây là cái tòa án quốc tế, người ta còn gọi là cái nhà hòa bình thế giới, thuộc thành phố La Hay của Hà Lan. Đang quay lại tới quay phim đó. Đây là tòa án quốc tế thuộc thành phố Hà Lan, còn gọi là cái nhà hòa bình của thế giới. Anh nó đã vừa cho quay em chụp cái. rồi Đây là điểm đến của tòa nhà Quốc hội thành phố La Hay của Hà Lan. Thì đoàn đang chuẩn bị xuống xe để đi vô cái tòa nhà Quốc hội. Đây là cái cổng mép ngoài của tòa nhà Quốc hội, đoàn đang chuẩn bị đi vô. Quay không phải thuyết minh nên chứ, cho nó thu vô. Đây là phía bên trong của tòa nhà Quốc hội. Nguyên chung khu vực xung quanh đây là tòa nhà Quốc hội. Thì đoàn đang xuống cái bến cảng của thành phố Pakistan, bến cảng biển. Đây là khu vực cảng biển.
Đây là cái đi đi tuốt trước kìa. Thank you.
mấy đồng. Nó nhẹ nhưng mà ấm lắm đó. Thế này nè. Quay quay phim như vậy nó đi quay đủ ghi shopping châu Âu rồi mua hàng nữa. Thôi đó, chỗ nó đông lắm. Nhà hàng ở đó đó, các cái nhà hàng đó họ bán đồ ăn của Bỉ, như Phương nói đó, cái con Munch nổi tiếng lắm. Toàn châu Âu thích cái món này của Bỉ lắm. Ăn với khoai tây chiên, uống một ly bia Bỉ mình kêu. Và bia Bỉ là nồng độ nó từ 7, 9, 15, 16 độ, nghĩa là uống nó nặng lắm. Và cái vị của nó hơi ngọt ngọt, mình không có giống bia Đức, ực cái mà ực hết là. Ai mà sức uống 10 chai qua đây ực chừng 2 chai là mình sẽ thấy có cảm giác liền, tức khắc liền, đứng dậy là thấy khác liền. Cho nên mình có thể thử bia Bỉ ha. Bia Bỉ cũng là những cái dạng bia nổi tiếng. Ở Việt Nam mình một chai như vậy là 265 ngàn. Uống vô bán á, có một vài quán ở Sài Gòn là chuyên bia Bỉ, nhưng mà Phương thấy là uống rồi không á, không hề giống bên đây. Bên đây uống không biết nữa, nó nhập về rồi vận chuyển như thế nào, cách bảo quản của mình không đúng hay sao á. Cái dòng bia nó không có đúng giống như gian uống bình điện. Cho nên là mình đến nước nào mình thử, ngoài cái quan tâm về văn hóa lịch sử thì cũng nên là thưởng thức ẩm thực của từng nước. Thì đó là nước Bỉ, nó có hai cái này nổi tiếng. Nhắc đến Bỉ cũng như nhắc đến sô-cô-la, sô-cô-la thì ở đâu cũng có đó, làm từ cái hạt, cái trái cacao mà nước nào cũng có, từ châu Á. Việt Nam mình cũng có làm sô-cô-la được luôn, nước nào cũng có, nhưng mà Bỉ họ làm sô-cô-la là thương hiệu gọi là nó toàn cầu luôn rồi. Khi nhắc đến nước Bỉ là người ta nói đến sô-cô-la này, thì mình đi đâu mình cũng thấy sô-cô-la. Đây nhà mình sẽ có đi những kiến trúc cái này giống na ná là lai, trung tâm thành phố Bỉ. Các cái thành phố khác, tỉnh khác của Bỉ cảnh đẹp lắm. Mùa thu lá vàng rụng. Một số cây đã rụng lá sớm rồi, mình thấy mùa đông tới sớm rồi bên trái. Tháng 12, tháng 1, tháng 2 đi toàn châu Âu là thấy nó giống như chết rồi. Cây nó lá nào á. Nên nó rụng sớm, trái. Thế thì, bởi vậy nên châu Âu họ rất là quan tâm đến cái môi trường lắm. Vì lý do là bây giờ là khí hậu, nói chung thời tiết thay đổi đột, rất là lạ lùng. Nhiều nước tự nhiên không lục lội kinh khủng. Cây rụng lá tự nhiên là nó sụt lục. Trong khi đang mùa hè, rồi các nước này nè, có lúc là nó sẽ thay đổi lung tung hết. Nên thu mà thấy cái lá rụng hết rồi. Bình thường là cuối tháng 10, 31 tháng 10 mình đến tầm đó đó, thì bắt đầu nó mới vàng lên mà đẹp. Bây giờ một số nó rụng lá. Cho nên bây giờ mình thấy Bắc á, chắc chắn là tuyết đầy. Thủ đô cũng tuyết luôn. Như đi Đức á, bên Đức á, trời ơi, Cologne mà mình đi mùa đông lạnh lắm, kinh khủng luôn á. Vì nó sát sát phía Bắc. Còn các cái thành phố này thì là nếu mà nó tuyết mà nó rơi thành thành phố như là khí hậu biến đổi thất thường, nó cũng có bị nha. Năm nay Phương nghĩ sẽ bị á. Xin tiền bằng cách các sự kiện hội chợ đẳng cấp thế giới á, nên thành phố này nó đắt khách du lịch lắm, lúc nào phòng cũng full đó. Không có mùa nào gọi là mùa ế. Các nước làm việc trong liên minh nó đây hết, cho nên là các nước là trong 28 nước là thành viên họ thì đây cũng là nơi là thủ đô của nước Bỉ mà, cho nên là đại sứ quán các nước nè, văn phòng làm việc các nước trên thế giới đều có ở đây hết. Cho nên mình thấy là mật vụ nè, những cái người bận bộ đồ vest, tay đeo một cái lỗ tai, một cái sợi dây nhỏ nhỏ nhỏ, toàn là cảnh sát chìm, mình nói gọi cảnh sát chìm đó, để bảo vệ nguyên thủ quốc gia nhiều lắm.
mà vừa rồi mấy cái khủng bố bên Pháp mà nó chạy qua bên đây nó trốn hết. Cho nên 2 năm trước qua biên giới hai nước, qua Pháp ngày mai chắc chắn có thể là cảnh sát sẽ hỏi thăm từng xe một để họ kiểm tra. Mai đi qua Pháp cũng đi bằng phương tiện này luôn á Xe Phương? hết, ngày mai mình đi xe khác, tài xế khác thôi chứ cũng là xe, mất 4 tiếng về Pháp. Đáng lẽ ở Luxembourg là mình đi Pháp là gần hơn, thấy không? Dạ không, Đúng đi về chuyến này Paris rồi, mà, đi ở về về Paris. Paris mà. Thằng này Cái mình đó đi. Pháp là Pháp gần, là sát cái biên giới, tại Pháp nó lớn lắm. Cái phần của nó sát với phía tây của Luxembourg, nó sẽ giáp với Pháp, nhưng phần đó chưa về thủ đô Paris. Ngày mai mình đi qua biên giới với Pháp có 85 cây, nhưng mà từ đó về Paris rất là xa. Mình về thủ đô mà, cho nên không có gần, cung đường nào cũng giống nhau hết. Thấy trên bản đồ mà nếu mà đi qua Mỹ là đi về hướng miền Bắc Dạ. nó hơi xa hơn, còn nếu mà ở Luxembourg thì đi về Paris nó gần hơn, mà nó Chung mà là gần 300 cây hết á, khoảng đó. Mình là đi maximum về tới Paris là 315 cây. Từ Luxembourg mình đi là 275 cây, cũng vậy thôi. Nhích nhau có chút xíu à. Nhưng mà chương trình mình là phải tham quan cái thành phố trái tim châu Âu nè, Liên minh mà. Phải về đây. Thank you.
Đây nó có cái nhà vệ sinh dành cho nam thôi nha, nữ không có đi được. Trúc theo kiểu Nhật Bản. Cung điện dinh thự của hoàng gia. Hoàng gia nước Mỹ. Có con sư tử. Sư tử là biểu hiện cho sức mạnh. Mình thấy cũng vui miệng. Bao quanh là một cái cánh rừng lớn. Mình đi là bốn bề luôn á. Dạ đúng rồi, thuyền dân thấy. Mình không cho không? Lớn lắm, giống như cái cánh rừng đó, sạch ở trong đó. Còn nhiều nhà lắm á, dinh thự. Mỹ mà đứng lâu rồi đó, hút càng liên tục. Mình phải thoát ra khỏi thành phố này, mình ra đường freeway là ok. Bên phải mình là nhà ga xe lửa trung tâm tại Mỹ. 10 giờ á. 10 giờ á. Chỗ nào mà ga xe lửa là cái chỗ phức tạp kinh khủng khiếp nhất.
đá banh không có nhiều, nhưng mà các cái ca sĩ nổi tiếng đó, họ thuê những cái sân vận động lớn để họ có những cái buổi ca nhạc. Sân Stade de France, ở đây là cửa ngõ bắt đầu mình đi vô Paris đó. Đây là cửa ngõ vào thủ đô Paris. Số Paris là 2,5 triệu thôi, so với một cái diện tích nhỏ 108 km², nghĩa là trong dân gốc Paris ở trong cái diện tích đó thôi, mà ngoài ra là khách du lịch tới rồi người ta đi làm việc ở thủ đô Paris, cho nên là cái mật độ đi lại ở thủ đô rất là dày đặc. Đang ăn trưa tại thủ đô Paris, ăn món ăn của Hàn Quốc. Đây là bảo là xây cái cửa chính đi vào bảo tàng Louvre, cho nên là giữa kiến trúc rất là cổ kính, nó có kiến trúc hiện đại. Mật mã Leonardo da Vinci là nó đó. Cho nên mình sẽ chụp hình ha. Đứng bên đây là mình sẽ chụp hình qua bên đó, sau đó mình thấy được cái cải hoàn môn nhỏ nè. Cải hoàn môn Salak Salo đằng kia là cải hoàn môn của Napoleon. Ok. Yes. You can talk here. Bác tài ngừng đây cho nên mình khoảng 15. Đây là khải hoàn môn.
Ở bên trong đây hiện tại là cái đây là cái bộ hàng hải, đối diện bộ hàng hải là khách sạn Scion. Khách sạn này là 7.000 một đêm, 7.000 euro một đêm bên tay trái, và là giới siêu sao nhà giàu công chúa Ai Cập gì đó, nó Ả Rập chạy qua đây ở. Dạ tối nay mình ở đây rồi mình thấy là người ta sửa chữa. Đó vào. Đâu đâu mở rồi đó, vậy để ngay nha. Đang quay đó. Rồi, ăn đũa đâu lên đi. Chứ ăn ăn bình thường đi. Tiếng Nga dậm là. Rồi. Rồi, bấm tắt phải không? Bấm ngay rồi đó, bấm ngay đi. Bấm ngay cái nút lớn đó. Đi vào biến Napoleon ở phía sau.
đây là cái cải hoàng môn đó. Đây nè, tiên, tiên. Đi đánh chim kiến trong ông, mà mình thấy có ngọn ngọn lửa đó, cái vòng hoa, chỗ đó là tưởng niệm những người lính hy sinh cho quốc gia của nước Pháp. Rồi bây giờ xe mình sẽ đi lên cái đại lộ đẹp nhất ở Paris. Đại lộ này á, những cái cây ngô đồng hai bên. Ngày xưa bán toàn hàng hiệu, nhưng mà bây giờ hàng bình dân, hàng hiệu đang xen. Quán cà phê là khúc này, quán cà phê, nhà hàng, uống cà phê, nhà hàng. Hai bên có mua sắm, và đây là cái phố duy nhất là mở đến 12 đêm luôn. Những cái tiệm bán là có thể họ bán, họ không đóng cửa. Tại vì phố này thành cái phố đi bộ cho khách du lịch luôn. Nó hai cây số dài, bắt đầu từ cái cải hoàng môn và kết thúc là cái quảng trường con cóc phía trước của mình. Đây là chuẩn bị đi xuống thuyền, đi xuống sông Sen. Đây là những chiếc thuyền đi sông Sen, là những chiếc tàu, nhưng mà đồng thời cũng là những cái nhà hàng dưới sông. Đây. Tháp Eiffel, đây là bến tàu. Lên chiếc thuyền thấy rõ lắm mà. Đang đi du thuyền trên dòng sông Sen. Đây là dưới chân Hãy gửi.
Chai chi vết 12 bên bển 750 ở đây cũng tính mua tính thành 801. 801. Mắc hơn hả? Ừ. Đây cái nhập khẩu nó đánh thế. Còn cái hàng lậu hàng gì không biết. Kia cũng hàng giả. Nhập khẩu mà đánh thế. Mà không biết mỗi bên đóng đánh nhiều đó. Nè nè, để hồi coi.